Đúng là đôi là nó không gánh nợ rồi chỉ cho anh thôi. Anh vô hàng.
dâu bệnh à. Thấy không? Chắc rồi sao lên tiếng không? Đánh cho mà sạch sạch luôn nè. Ai một không sao hết á, đâu có bất lợi đâu mình. Cường chú mày đập ra, mày đập ra. Rồi, đập đi nó. Đập nè cho. Trời ơi, một đứa nhảy còn đứa quánh là sao? Trời ơi, chú không chì nữa đâu. Phụ công á. Đứa chì đứa đọc chứ. Đúng rồi. Đi nữa. Sao không ai giờ cái tay? Ai giờ cái gì vậy? Cặp tay cặp tay đây mình chưa có chồng. Đập tay. Không có. Thì có gì đâu, anh thắc mắc thì anh cứ đập tay thôi, gì đâu. Trời ơi. Đâu, em đã hùng vô để người rồi. Trời ơi, đúng rồi, đập đi em, đập đi em. Căng nó là ra tay à. Vậy nè, vậy nè. Không có chữa đỡ đâu. Đảm bảo em đập mà nó không có chữa đỡ. Đó là chữ gì à? Cũng đeo. Đó, thân thiết lắm rồi. Bởi vậy. Dạ rồi. Ừ. Đó. Sao vậy? Dễ mà, dễ mà. Dễ mà. Còn lớn lớn nó biết đâu. Đập chưa? Đập chưa? Nó đập lại. Nó đập
đập lại. Ha 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 ha!